Hello, xin chào bác nhá. Đây, bác biết chú Thuần đang làm gì đâu? Đang đốt nhang để cúng. Đang đốt nhang để đốt này để cúng sưởng. Có cái có mua được cái máy cưa. Mua được cái máy cưa. Máy này để tít vào trong này. Bác để ý này, tại sao phải mua cái máy đấy này? Mùn cưa này, mùn này nó rất là lớn bởi vì mình cưa bằng cái máy cưa lốc ấy. Máy cưa lốc để ngoài kia. Cưa bằng cái máy cưa lốc ấy thì đường mạch của nó tận 1 phân cơ. Nếu mà lâu lâu bị lệch ấy thì nó lên tận 2 phân. Và thậm chí nó mất rất nhiều gỗ, nên là mua cái máy này. Cái máy này gọi là máy tam hợp. Máy cũ, mua này máy mua máy lại, máy lại. Ở đây là có máy gì nhỉ? Có máy bào. Cái này bào này. Và bữa nữa sẽ quay cái này cũng khá nhiều cái vui đấy nhỉ. Ui lưỡi này cũng to nhỉ. Đấy liên hợp. Còn nó có gồm có máy bào, máy cắt cái máy gì đấy nhỉ? Chú Thuần nhỉ? Bào, máy cắt, máy này cuốn. Cuốn à? Cuốn là cái gì? Cuốn ở dưới, cuốn đây, cuốn là sao ta? Cuốn là lúc mà cuốn lên là nó có cái cắn là nó phẳng. Là nó cuốn, là nó cắt hay là nó tiện hay là nó làm gì? Bào. Đúc ở dưới này bào à? Nó hai mặt luôn à? Lọc mặt đi, hết một mặt nọ chuyển mặt kia. Ủa thì còn ở trên này thì làm gì? Ở trên này nó chỉ có bào thôi. Còn dưới này là cuốn, nó phẳng, nó mới phẳng được. Nó có đường dây này, nó có thanh ấy này này. Thanh gì? Nó có thanh giữ này, nó mới ấy được. Cuốn gì? Lúc cái miếng ván cuốn 45 phân. Ví dụ như cái miếng ván này. Má, mấy con ốc này lỏng nhẹo quá anh Thọ ơi. Mấy con ốc này lỏng nhẹo quá anh ạ. Nó sao nhỉ? Vẫn chưa hiểu nhỉ? Hả? Chẳng hạn lúc cái này vào đây, miếng ván to 45. Lúc vào đây gái thấy không? Ừ. Nó chạy thẳng ngang bên kia. Nó không nguy hiểm đến người và không cần phải giữ trên mặt đây. Nhưng mà nó cũng có tác dụng giống máy bào đúng không? Giống máy bào, nhưng mà nó... Nó có phải một cái ấy nó vào đây mà. Còn cái này là nó nguy hiểm à? Cái này đặt lên làm sao nó sóc làm sao vào được. Con đặt lên đây con phải giữ tay lên đây, con cẩn thận trượt vào đây nguy hiểm nhé. Đúc của cuốn. Cái này là đứng từ bên này sang à? Hay đứng từ bên kia? Bên đây đúc sang bên kia. Bên kia lấy này, đặt lên đây, thương đây cho mình. Lúc này mình lật mặt, đúc sang mặt khác. Gỗ này thì chuyên cắt mấy cái nhỏ nhỏ thôi chứ bê được đúng không? Còn cái tên gỗ to thì cũng không làm. Cái máy này mua cũ lại. Bạn mua cũ lại. Này mua mới là 25 triệu đây đúng không chú Tuần? Hả? Mua máy mới 25 à? Máy này 25 triệu. Đấy, mua cái này mai mốt có cái quay ở đây hay đấy. Này sẽ tăng được tốc độ làm rất nhanh. Làm mấy cái chân hay mấy cái tựa K3 sofa, chân sập, chân bàn ăn. Đấy. Chỗ này bây giờ vẫn còn rất là trống, chuẩn bị về một cái cây gỗ gõ ngày hôm trước đeo à, em quay đấy. Em quay cho bác xem cái cây gỗ gõ mà cái cây gỗ Ecop Zinc, cái gỗ Ecop. Và ngày hôm nay thì về thêm một cái cây gỗ cẩm hồng nữa. Thì cây này chắc nhỏ. Cây này cỡ tầm mặt cây này cỡ tầm 1,5 m đổ xuống. 1,5 m đổ xuống thôi. Tấm tim là 1,5 m. Nhưng mà chắc là mình sẽ không có hàng 1,5 m. Chỉ có hàng 1,2 m, 1,3 m, 1,4 m. 1,4 m thì là mặt bàn tròn rồi. Còn đâu 1,3 m. Còn 1,3 m, 1,2 m, 1,3 m, 1,2 m, 1,1 m, 1 m thì làm thập rồi. Đấy, làm ở đây. Chỗ này chắc chứa được 2 cây nên là đầy xưởng cũng không được bao nhiêu cả. Xưởng này được 400-500 m, chắc vẫn còn nhỏ lắm. Xưởng này vẫn còn nhỏ. Đầy mấy cái xưởng vẫn còn nhỏ. Đây có cái mặt bàn này. Cái mặt bàn này, bác vào chơi mặt bàn này này.
chơi ăn cũng chơi mà bán nhỏ. Cái này dành 12 phân, rộng 70, dài 3m2. Ui, được 3m2 không? Đi chưa? Cái này được 3m2 không nhỉ? 2m62. À được 2m62 à? Ờ, bán này không nhớ ra, nãy vừa có người vừa có ông anh ở bên Đắk Lắk hỏi cái mặt bàn 60-70 này luôn này. 18 phân. Sạch rác đi thì còn được 73 nhỉ? 73 phân cái mặt bàn ấy. Nếu là bàn ăn mà gia đình ăn thì cũng được, cũng không nhỏ vậy. Còn mấy cái bàn tròn. Đây còn một. Ơ, bàn tròn bán được mấy cái? Bán được một cái. Còn một này, hai này, kia bàn vuông. Ba, còn bốn cái. Còn bốn cái bàn tròn. Đang cẩu lô hàng sản phẩm mới xuống này bác này. Tấm này tấm 19 phân phải không ạ? Đấy, hai tấm. Đây là cái eco. Ủa, cây này nó cong. Tấm này dài thế nhỉ? À, đây là tim. Nhiều vết. Đây là không ngọn, toàn dài này bác. Nạc thế nhở. Cục này đẹp vẫn khu gốc nó bóc trầm, cục này nó không bị. Bị gặp tí ở đây.